nhờ dược sĩ Vinh sẽ hỗ trợ cho mọi người là cái sản phẩm của chúng ta nó đặc biệt ở cái chỗ lợi khuẩn của mình, là nó đi ăn, đúng không ạ, ăn trong một kết mọi người nha, nó sẽ đi ăn cái những cái mỡ dư thừa trong cơ thể như thế nào ạ. Xin mời anh nhé. Lợi khuẩn của chúng ta đó là lúc lúc mà chúng ta ăn uống, mà chúng ta đang ăn no các bạn, thì đường ruột chúng ta vẫn cứ tiêu hóa và mỡ nó vẫn hấp thụ bình thường trên ruột no. Nhưng mà khi đẩy xuống ruột già thì những con vi khuẩn này là trong cái lúc mà nó dư thừa, đầu tiên nó làm việc đầu tiên là nó ăn các cái mỡ đó. Mình dùng từ ăn có nghĩa là gì? Nghĩa là nó phân các mỡ. Vì tính chất của con lợi khuẩn mà những cái con bifido đó, là nó tạo ra những cái enzyme mà tạo ra axit hữu cơ, tạo ra axit lactic, rồi nó ăn mỡ, tạm dùng từ như vậy ha. Cho nên nó sẽ xử lý mỡ, nó đẩy ra. Mà cụ thể luôn á, nếu mà nói rõ luôn á, là trong chính, không phải chỉ thức ăn không đâu, mà trong chính cái axit mặt mình á, là muối mặt mình á, là nó cũng chắc chắn nó cũng phải dư. Chứ còn nếu mà chúng ta tiêu hóa mà không đủ á, là tức là không xử lý được phần trên. Cho nên nó đưa chúng đó là vi khuẩn này là con gọi là cắt muối mật. Đấy, cho nên dù là đói đường no nó cũng làm nhiệm vụ của nó đầu tiên. Cho nên nó gọi là nó bắt mỡ, thải mỡ rồi. Đến khi chúng ta đói. Nếu mà biết khi một khi mà chúng đường ruột chúng ta bẩn, dơ bẩn và cái mảng bám của chúng ta là gì? Là các chất béo. Và các cái đạm thối nó sẽ bám trên ruột á, thì vi khuẩn này nó xử lý sạch cái phần đó. Nó dọn dẹp vừa là sạch vừa không có độc chất, đồng thời nó loại bỏ luôn cái mỡ. Đó là nói chuyện trong bụng, trong ruột. Thì nó cũng y chang như các bạn dùng trong chính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó. Là thịt mỡ thì thích dưa hành, thích cải chua đúng không các bạn? Đó là cái quy luật tự nhiên, có nghĩa là chúng ta ăn cải chua thì chúng ta sẽ dễ dàng xử lý mỡ, thì dựa vào cũng nguyên lý như vậy. Nhưng mà trong ruột chúng ta những cái con vi khuẩn này nó còn làm mạnh hơn cái việc đó. Bởi vì nó làm cụ thể ở đó như vậy, đó là nhiệm vụ của nó. Nhưng mà những ai mà đã không may không tốt thì mới bị một quá trình dài, thì cứ hàng ngày ngày chút mỡ nó dư thừa nó cứ dư hoài. Nên đâu phải là chỉ có dư mỡ không đâu, nó còn ảnh hưởng nhiều cái chuyện trong bệnh tật nữa. Đó là chuyện ở ruột rồi, vì vậy an toàn hay không, tốt hay không, và xử lý mỡ ruột như thế lúc no rồi, càng lúc đói thì càng dọn sạch nữa, thì chứng tỏ ruột mình nó tốt và khỏe nữa thì càng tốt. Nhưng bắt đầu có chuyện nữa, chuyện thứ hai, chuyện trong máu, tức là tại sao giảm cholesterol đúng không các bạn, phải trong máu đúng không? Nó có một cái cơ chế rất là hay, tức là bình thường chúng ta, nghĩa là chúng ta có dư một chút xíu năng lượng á, là ngay lập tức nó sẽ chuyển sang dự trữ ở gan. Mà dự trữ ở gan á, thì nếu như mà chẳng may trong buổi đêm, đặc biệt là trong buổi đêm, ban ngày thường trực dư thì dĩ nhiên cũng 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 là chuyển hóa sang mỡ, nhưng mà đặc biệt buổi đêm sẽ chuyển hóa sang mỡ rất là mạnh. Cho nên dùng lợi khuẩn mình á, để xử lý cái phần đó, để nó sắp xếp lại, nó chuyển từ cái cholesterol đó sang axit mặt, thảo mặt, lại quay vô là đổ vô cho chất chất lượng tiêu hóa càng mạnh lên nữa, càng tốt nữa. Cho nên đó là cái phần xử lý là chặn cái dư cholesterol, tạo dư cholesterol và bị tích trữ ở gan, tích trữ vào mô. Thế thì nó sẽ tích trữ quanh cái vùng bụng mà đã tích trữ rồi, coi như là mỡ cứng, hoặc là một cái phần nó được đổ trong máu dưới dạng cholesterol và các cái chất mỡ mỡ khác, thì nó gọi là mỡ lỏng. Thế thì lợi khuẩn này á, là có cái hay gì nè, nếu như mà chúng ta thiếu cái năng lượng carbohydrate, tức là năng lượng được ưu tiên đầu tiên, thì đến cái phần mà cơ thể chúng ta có cái gì mà tạo ra năng lượng được nữa là mỡ. Thế thì nếu như mà chúng ta giảm bớt carbohydrate thì sao? Thì chúng ta đốt tới mỡ. Nhưng mà nếu như chúng ta chuyển hóa chậm, đâu có đốt đâu, ta lủi mất tiêu rồi. Chúng ta phải ăn rồi, cho nên vi khuẩn là lợi khuẩn thì nó có những cái enzyme. Người ta chứng minh rằng nó sẽ sử dụng chuyển hóa mỡ, thúc đẩy chuyển hóa cùng với nhiều enzyme khác trong cơ thể chúng ta, nhưng mà nếu thiếu thiếu một phần enzyme là cũng không làm được. Thành ra nếu như vậy thì mình mới đốt mỡ. Thành ra nó sẽ có rất nhiều trường hợp các bạn thấy này. Ủa sao mấy bạn, cái câu đầu tiên của khách mình mà sau này mình trong tư vấn đó mình sẽ gặp nè. Ủa, mình ăn vậy cái mình lủi sao? Em bị tụt đường huyết. Đây mới là cái điều sản phẩm mình hay.
ở chỗ là nó sẽ sử dụng được cái mỡ đó và mình không bị tụt đường huyết và không bị mất năng lượng não á. Tụt đường huyết là tức là cảnh báo của não chứ còn cơ bắp mình đâu biết gì đâu, đầu mình á, tại cho nên có được cái năng lượng là nhờ lợi khuẩn, mà chính đó là đốt mỡ. Cho nên ai mà từ cái chuyển hóa thấp, những người ví dụ như đang giảm cân lâu nay không được thế này thế kia đó, thì khi họ sử dụng cơ mình thì mình điều chỉnh cái bước đầu là tăng cái mức chuyển hóa năng lượng của họ lên, làm cho họ ăn uống đầy đủ lên và giàu lên, rồi sau đó là nói họ bây giờ muốn sao, muốn giảm bao nhiêu ký, muốn cái gì, muốn thì làm vậy. Nếu bình thường mình sẽ bị đói bị lưỡi nhưng hãy làm đi, rồi một có thể là ngày hôm đầu nó bị hơi 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 cảm thấy thiếu và thèm đúng không, từ từ chỗ mà ăn như thế mà giờ không ăn thèm thì mình điều chỉnh lại, mình nói à như vậy á, nhưng mà nó vẫn cảm thấy năng lượng, vẫn thấy khỏe phải không, đầu cũng tỉnh táo ha, không có bị đói lưỡi phải không, thì tiếp nó sẽ qua liền, nó qua ngày hôm sau sẽ là tốt hơn ngày hôm trước, thì là mình sẽ thành công đó. Đó là đốt mỡ bên trong mà đặc biệt đốt lúc đói đấy đó. No thì nó xử lý như vậy, đói xử lý vậy, đói vừa xử lý trong ruột, đói vừa xử lý trong máu, đó là giảm mỡ, không có giảm cơ mà tăng cơ, lại tăng hấp thu.